Tôi không để tâm nếu người ta ghét tôi đâu, bởi vì nó như một động lực thúc đẩy tôi. Khi tôi chơi trên sân khách, bọn họ luôn chống lại tôi, nhưng điều đó là tốt. Bạn phải nhìn ra những điểm tốt từ hater. Tôi cần sự thù địch, đó là một phần của công việc. Bọn họ bắt đầu gào rú lên khi tôi chạm bóng. Nó đã xảy ra kể từ khi tôi 18-19 tuổi. Với tôi, đó không phải vấn đề, động lực là đằng khác. Tôi không phải người khiêm tốn nhất quả đất. Tôi thừa nhận điều đó, nhưng tôi không sống giả chân. Đó là những lời nhắn nhủ của Cristiano Ronaldo đối với những sự thù địch của anh được Dicton 442 đăng tải vào cuối tháng 10 năm 2015. Và đó thì cũng là một trong những ấn phẩm cuối cùng mà họ nhắc đến CR7 một cách riêng biệt, cho đến khi những gì mà khán giả thấy là một sự thù địch không chút giấu giếm với người khổng lồ này. Vào tháng 1 thì 442 tạo nên một thống kê chỉ mặt điểm tên những nhân vật bị ghét nhất trong làng bóng đá. Trong danh sách này có sự xuất hiện của những cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter, cựu chủ tịch UEFA Michel Platini, rồi cả huấn luyện viên Jose Mourinho cùng triết lý không tuổi của ông nữa. Và trong danh sách 10 gương mặt bị mạt sát nhiều nhất trên truyền thông, ngoài John Terry, Luis Suarez về những scandal khó ai quên, họ vẫn phải đem vào đó thứ gia vị của sự viral, chính xác là số 7 huyền thoại, cùng với vị trí thứ 7 luôn. Dòng lý giải vắn tắt phía dưới như sau. Không ai có thể phủ nhận rằng quả bóng vàng Cristiano Ronaldo nối tiếp ngang hàng với những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Nhưng như chúng ta đã thấy, sự vĩ đại trong bóng đá không khiến bạn được mọi người yêu mến toàn cầu ở bất kỳ khía cạnh nào. Luôn có một làn sóng kiêu ngạo ngầm mạnh mẽ trong lối chơi của cầu thủ người Bồ Đào Nha và những cuộc cãi vã nổi tiếng như hàng loạt trận đấu dẫn đến việc anh ấy rời Manchester United vào năm 2022 đã không giúp ích gì cho mục đích của anh ấy. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên với nhận định này, giống như tác giả của chuyên mục đó và cái nhìn thiển cận của hắn ta. Cũng giống như top 100 cầu thủ gây ảnh hưởng nhiều nhất trong năm 2023, tuyệt nhiên không có tên của Cristiano Ronaldo. Cầu thủ ghi 54 bàn mà đến cả FIFA cũng phải công nhận trên trang chủ. Không cớ gì để một chuyên trang nào đó đến từ Anh Quốc lại bỏ quên đi điều này, trừ khi là họ cố tình. Lùi về năm 2017, đó là khi mà Ronaldo đang cùng với kền trắng có một hành trình đáng nhớ ở sân chơi châu lục. 442 cũng có cho mình top 50 gương mặt bị ghét nhất trong làng bóng đá, và Ronaldo thì xếp thứ 6 trong danh sách này. Đó là khi mà Ramos cùng với Pepe bị ghét ít hơn so với Sergio Busquets. Thật không thể tin nổi. Ghét một cá nhân xuất sắc thì có muôn vàn lý do, từ cử chỉ cho đến những thứ phiến diện. Về cơ bản là hội chứng ghen ăn tức ở, và chúng ta thì không quan tâm đến khía cạnh này cho lắm. Vì có cố gắng cũng chẳng giải thích được cốt lõi nằm ở đâu, nên để đi sâu vào khía cạnh mà nhiều người bất mãn với cầu thủ này, cần đi ngược trở lại quá khứ, khi anh chưa có tất cả như hiện tại. Cristiano Ronaldo, nếu người hâm mộ không biết, thì từng là từ khóa phổ biến nhất của Manchester United trong năm 2007 trên Google về phản ứng trái chiều. Đã có một ca sĩ đến từ London, Lily Allen, cho biết về cảm nhận của mình với cầu thủ này. Tôi sẽ rất vui nếu United thua, vì khi đó lỗi sẽ thuộc về Ronaldo và tôi ghét Ronaldo. Tôi không hận anh ta lắm, nhưng sau cái nháy mắt, câu chuyện đã khác. Với người hâm mộ xứ sương mù, chính Cristiano Ronaldo là người đã khiến cho đội tuyển Anh bị loại ở tứ kết World Cup 2006. Sự việc xảy đến khi gã Shrek có pha khiến họa mi của Ricardo Cavallio ngừng hót ở phút 60. Tranh cãi đã nổ ra, nhưng chẳng có tấm thẻ phạt nào hết. Cho đến khi Ronaldo với chiếc áo số 17 chạy đến ngay trước mặt của Rooney để phân bua với trọng tài. Khi ấy thì tấm thẻ đỏ đã được thẳng tay rút ra. Cái nháy mắt của anh hướng về phía ban huấn luyện càng khiến cho tình hình trở nên khó cứu vãn hơn nữa. Tam sư sau đó bị loại trên chấm luân lưu, với điểm kết cũng được chính Cristiano Ronaldo thực hiện, chẳng phải ai khác. Và khi nó xuất hiện trong những chương trình về bóng đá của đài BBC, họ mổ xẻ từng tình tiết, từng cử chỉ và rút ra kết luận rằng Ronaldo đã phản bội người bạn của mình. Rồi thì những động tác xử lý lòng vòng của anh từ nơi mà bóng đá luôn hạn hán sự tự do nữa, nó khiến cho những ánh mắt thù địch tăng dần lên. Sự điệu đà của Ronaldo trong giai đoạn đầu của sự nghiệp không cứ nhất thiết phải là đem về một pha tấn công nguy hiểm, nó chỉ đơn thuần diễn ra không kiểm soát, để rồi mức vé phải trả trong mỗi trận đấu của United cứ tăng vút cho đến khi người hâm mộ phản ánh. Đến năm 2009, đó là khi mà anh chuyển đến Real Madrid, một nơi mà nhiều khán giả cho rằng đó là bến đỗ tiền bạc. Làn sóng di cư của những cầu thủ hàng đầu xứ sương mù đến Tây Ban Nha thời điểm đó vẫn diễn ra liên tục. Nhưng bởi vì đó là Ronaldo, một nhân vật đã chuốc lấy mối thù với Anh Quốc từ trước, nên câu chuyện cũng phải bị nâng lên một tầm mới. Tôi thích cái cách mà mọi người xỉ vả. Tôi thích những cái nhìn căm ghét từ ánh mắt của họ, nghe những lời lăng mạ. Nó không làm phiền đến tôi đâu. Đúng là có rất nhiều người ghét tôi,
nhưng có nhiều hơn nữa những người yêu quý và ủng hộ tôi. Tôi cảm thấy tệ chỉ khi nào chơi tệ, và may mắn thay, điều đó hiếm khi nào xảy ra. Một trong những bài phát biểu đầu tiên của Ronaldo trong màu áo hoàng gia năm 2009. CR7 nổi lên vì năng lực chơi bóng và tầm ảnh hưởng, nhưng đi kèm theo cũng là sóng gió từ giới truyền thông, những điều vẫn luôn ám ảnh với nhiều thế hệ cầu thủ từng là một phần của Premier League. Sang La Liga, mọi thứ cũng không khác nhiều, khi mà chỉ trong có khoảng 2 năm, Cristiano Ronaldo trở thành cái tên bất khả xâm phạm, là ông vua săn bàn của tập thể này qua từng trận đấu. Hứng chịu những tiếng bu của khán giả đối phương trong trận đấu tại C1 năm 2011, Ronaldo tạo nên một phát biểu tự tin vô cực. Tôi nghĩ, bởi vì tôi giàu có, đẹp trai và là một cầu thủ vĩ đại, nên có nhiều người ghen tị với tôi. Tôi không còn lời giải thích nào khác cả. Tôi hy vọng chúng tôi không bao giờ gặp vị trọng tài này nữa. Người ta nói về lối chơi công bằng, về việc bảo vệ những cầu thủ giỏi, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được điều đó. Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi buồn vì nghe các trọng tài nói rằng họ sẽ bảo vệ khéo léo cầu thủ, nhưng trong khi một số người không thể chạm tới được, thì có vẻ như tôi thì có thể bị hành hạ. Ronaldo chính là mối hận của Barcelona. Mỗi lần mà anh ghi bàn, giành lấy niềm vui của tập thể này. Sự thù địch giữa hai đầu tàu trong trận El Clasico cũng chỉ là lý do Ronaldo nhận thêm cho mình một lượng anti-fan hùng hậu nữa ở xứ Catalan kia. Và nó kéo dài tới tận 9 năm ở nhiều những đấu trường khác nhau, trong những bối cảnh khác nhau. Ngoài những vấn đề tất yếu đó, không phải lúc nào Ronaldo cũng giữ được cái đầu lạnh, đặc biệt là sau khi bỏ lỡ những bàn thắng hay đội bóng có một ngày thi đấu tệ. Hiếm ai quên được cái cách mà CR7 tỏ ra nổi cáu với Nani khi mà chân chạy cánh phía bên kia bất chấp mà cố dướn cái đầu vào trong tư thế việt vị. Hay nhiều những hình ảnh không đẹp trong giai đoạn mà Ten Hag cầm quyền tại Man United nữa. Ngay cả những người hâm mộ Bồ Đào Nha, có những người muốn số 7 huyền thoại về vườn càng sớm càng tốt. Ronaldo là một nhân vật của công chúng và anh cũng rất giỏi phát lương truyền thông khi có dịp. Việc so sánh Saudi Pro League với Ligue 1 chính là ví dụ cho điều đó. Nó khiến người Pháp không chỉ ghét Argentina mà còn chia sẻ sự thù địch với Seleção châu Âu nữa. Nhưng mà thế thì đã sao? Ronaldo lấy sự căm ghét, lấy những lời thách thức phi giới hạn làm động lực cho chính bản thân mình. Như những lời nhận định, sự cống hiến của anh cho Saudi Pro League, càng ngày thì người ta càng thấy những bước phát triển khi mà chất lượng của giải đấu đã khác xa so với khi xưa. Thế nên, việc 442 tạo nên những danh sách gây tranh cãi kiểu như vậy, nó chính là động lực và là lý do để CR7 bứt phá, rồi sau đó quay ngược trở lại để gửi gắm những lời đường mật nhất. Năm ngoái, Ronaldo bị thế giới quay lưng vì tuyên chiến với đội bóng có lượng fan hùng hậu nhất thế giới. Năm nay, anh hạ quyết tâm khiến cho Ligue 1 phải nghiêng mình. Liệu rằng một lần nữa, nhân vật được yêu mến nhiều nhất và cũng bị ghét nhiều nhất ấy sẽ tiến tới cột mốc nào nữa trong sự nghiệp trong năm 2024 này đây?